Hôm nay mình thấy hình như là bên giáo xứ Hà Phát đào cả móng của cây thông lại này các bạn này. Wow, hoành tráng quá. Đây các bạn thấy đào xuống 2 mét, rồi xong đổ bê tông lên để làm cái dàn móng nha các bạn. Dạ, đó các bạn ha, 47 mét, năm nay cao hơn 7 mét. Các bạn thấy những cái bao này bao non lá không nha các bạn? Đó, này là còn trong kho chưa hết đâu, còn rất là nhiều ở trong kho, tới mấy nghìn cái lận mà các bạn. Đây xếp lên nhau những cái bao như thế này để nó lá hết nha mọi người. tầng 1 ghi tầng 1 này, này vẫn là tầng 1 này. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Việt TV. Thì tới thời điểm này là ngày 14 tháng 11 năm 2023 rồi, thì tức là chỉ còn hơn một tháng nữa là tới một trong những ngày lễ rất trọng đại đối với người dân Công giáo, đó chính là Noel năm 2023. Thì theo thông lệ hàng năm, tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có một nơi đã có một cái sự kiện rất là trọng đại, rất là lớn tại đây. Đó là một trong những kỷ lục của Việt Nam nha các bạn nha. Đó chính là giáo xứ Hà Phát. Đây, giáo xứ Hà Phát thì các bạn thấy cái hình ảnh của cái tháp nhà thờ giáo xứ Hà Phát đây nha mọi người. Giáo xứ Hà Phát hàng năm vẫn nổi tiếng bởi vì một cái cây thông Noel kỷ lục Việt Nam. Đó, cao kỷ lục Việt Nam luôn nha các bạn. Cây thông Noel này làm bằng nón lá và bằng khung thép, được thực hiện bởi những người giáo dân ở khu vực xung quanh này cùng chung tay để thực hiện cây thông Noel lớn nhất, cao nhất Việt Nam. Rồi hôm nay thì mình tới đây mong muốn làm sao quay lại cho các bạn xem và mà tìm hiểu xem coi giáo xứ Hà Phát năm nay cái cây thông bằng nón lá của giáo xứ Hà Phát năm nay có gì mới không, năm nay cái chiều cao nó như thế nào, và đặc biệt hơn thì năm nay coi ngày bao nhiêu thì thắp sáng cây thông Noel để gửi tới những cái thông tin thú vị này nhằm phục vụ cho bà con, đặc biệt là những người giáo dân ở khu vực xung quanh thành phố Biên Hòa có dịp tới đây chiêm ngưỡng, thưởng thức những cái hình ảnh tuyệt đẹp tại cây thông Noel kỷ lục cao nhất Việt Nam này nhé. Và bây giờ mình đi vào trong giáo xứ Hà Phát để chúng ta xem coi giáo xứ Hà Phát năm nay có như thế nào ha. Ok, thì bây giờ mình đang có mặt tại cổng giáo xứ Hà Phát, nhà thờ Hà Phát tại Hồ Nai nha các bạn nha. Đó, giáo phận Xuân Lộc, giáo hạt Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì bây giờ mình thấy ở phía trong các anh chị đang rất là tích cực để thực hiện cái cây thông cho dịp Noel năm 2023 này. Thì giáo xứ Hà Phát là một trong những cái nơi rất là nổi tiếng bởi cây thông cao nhất Việt Nam. Thì mình mong muốn làm sao mình quay được những hình ảnh đẹp trong cái dịp giáo xứ thực hiện cái cây thông cao nhất Việt Nam, cây thông bằng nón lá cao nhất Việt Nam này. Và bây giờ mình đi vào trong để quay những hình ảnh chuẩn bị thực hiện cái cây thông này cho cô chú anh chị ở mọi địa phương cùng theo dõi nhé. Đây, quang cảnh giáo xứ Hà Phát mình thấy những hình ảnh về cây thông bắt đầu hình thành và lộ diện rồi các bạn ạ. Nha mọi người, đây là một trong những cái lốc để trồng lên đó các bạn. Ở đây nữa này đó. Thông thường thì mọi năm giáo xứ Hà Phát làm từng lốc như thế này, xong trồng lên nhau, đưa xe cẩu trồng lên nhau, đó tạo ra một cây thông rất là lớn. Hôm nay mình thấy hình như là bên giáo xứ Hà Phát đào cả móng của cây thông lại này các bạn này. Wow, hoành tráng quá. Thì cái dự án này, để thực hiện cái dự án cái cây thông này, thông thường thì mình thấy là bên giáo xứ mình để ý vài năm nay rồi, đã chuẩn bị khoảng 3 tháng trước khi Noel bắt đầu, trước khi chính thức thắp sáng cây thông Noel bằng nón lá mà cao nhất Việt Nam này. Đây là cái móng nha các bạn nha, móng đào mới hoàn toàn luôn. Đó, đổ móng dằn cột rồi thế này thế kia nhằm làm sao để giữ cho cây thông đứng vững trong những ngày Noel của năm 2023. Đây như là phần đế các bạn này. Đó, hoành tráng không? Đây các bạn thấy kỳ công không? Nhằm thắp sáng cho cái dịp Noel thì trong vòng khoảng 10 ngày, 20 ngày gì đó, thì nhà thờ Hà Phát, giáo xứ Hà Phát đã chuẩn bị cái công việc này trước đó, cách đó khoảng chừng 3 tháng nha các bạn nha. Bởi vì sao thì mình giới thiệu ngay sau đây. Các bạn thấy những cái bó thép này nha.
Đây bó thép toàn là thép mới thôi nha các bạn. Thì để thực hiện cái công việc này mỗi năm hàng năm thì đều dùng thép mới hoàn toàn. Đấy. Hoàn theo. Tại vì mỗi năm á các bạn, mỗi năm cái cây thông sẽ cao thêm một ít. Thì năm nay theo mình được biết là cây thông năm nay sẽ cao khoảng 47 m, tức là cao hơn cây thông năm ngoái 7 m nha mọi người. Các bạn thấy 47 m bằng một cái tòa nhà khoảng chừng 13 tầng. Ồ, sợ chưa? Thì một tầng bây giờ khoảng chừng 3 m, 3 m rưỡi, khoảng 15 tầng chứ không phải 13 tầng nữa các bạn. Đó. Để thực hiện một cái dự án kinh khủng khiếp mà thực sự đây là cây thông cao nhất Việt Nam nha các bạn nhé, cây thông cao nhất Việt Nam. Đây là cái phần chóp, theo mình được biết đây là phần chóp này. Phần chóp của cây thông thì tính từ cái đoạn này, từ dưới đáy lên tới đỉnh của phần chóp này. Nó cao hơn cái này thì khoảng chừng, theo mình thấy thì đây khoảng chừng 7 m. Đó, mỗi cái phần chóp của cái cây thông là khoảng 7 m rồi. Bạn thấy này, cao hơn cả cây này mà. Nó cao hơn cây si này mà. Nó khoảng 7 m nha các bạn, cái phần chóp này khoảng 7 m. Bên này là cũng là một cái lốc nữa này. Đó. Thực sự năm nào mình cũng muốn làm sao về đây kịp thời để quay được những hình ảnh giáo sư Hà Phát chuẩn bị làm thực hiện cái cây thông lớn nhất Việt Nam này. Đồng thời đó là mình mong muốn sau tối ngày 17 thì năm nay vẫn là 17 nha các bạn, 17 tháng 12 sẽ thắp sáng cây thông Noel này, tức là trước ngày Noel một tuần nha mọi người. Đấy, đây là cái phần từng phần đã thực hiện rồi. Còn rất là nhiều những cái lốc như thế này nữa để chồng lên nhau các bạn. Lúc đó mướn xe cậu để chồng lên nhau đấy. Hoành tráng quá. Thực sự là quá đáng nể, quá phục luôn các bạn. Chuẩn bị trong khoảng 10 ngày, 20 ngày thôi mà công tác tổ chức đã phải thực hiện trong vòng mấy tháng trời các bạn. Đây một lốc nữa này. Đây, anh em bên kia đang cắt rồi sửa, chỉnh sửa. Bên kia anh em đang cắt sắt, cắt thép, uốn thép. Công việc uốn thép nữa nè. Giờ mình quay cho các bạn xem những hình ảnh ở đây ha. Đó, anh em đang chuẩn bị để thực hiện cái dự án. Đây. Để uốn thép để tạo thành những cái vòng tròn như thế này nè mọi người này. Đó. Đó, hay không? Đa phần này là mấy máy tự chế hết ra mọi người. Đó, uốn để cong cái cây lại tạo thành những cái vòng tròn xung quanh cái cây thông này các bạn này. Đó. Các bạn thấy toàn thép mới thôi nha. Mỗi năm phải thay chỉnh sửa rất là nhiều các loại thép. Trong đó có cả nón lá đây này, nón lá cũng thay đổi nhiều. Cái này mình làm được bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Mới vào hả? Thông thường em nghe nói là khoảng chừng 3 tháng trước ngày Noel, trước ngày Noel mà đúng không nhỉ? 3 tháng. Đây đang uống này các bạn. Rồi đi quay một số những hình ảnh khác. Ở vị trí khác ha. Đây các anh đang cắt rồi mài rồi hàn rồi rất là nhiều những cái chi tiết ở đây bạn theo, để cho bà con, để cho mọi người tới chiêm ngưỡng những hình đẹp về cái thông Noel. Chỉ trong vòng khoảng một tuần 10 ngày gì đó thì công tác tổ chức đã được thực hiện trước đó khoảng mấy tháng trời. Đó, các bạn thấy uốn rồi, đây là uốn nha, mình thấy mới quay cảnh ra cho các bạn xem là uốn nhá. Rồi còn rồi hàn lại rồi nối nhau. Và đặc biệt cực nhất là các bạn biết sao không? Đây, từng lốc như thế này nè, từng một lốc, đây là một lốc này. Đó. Rồi xong là mướn xe cẩu đặt lên. Rồi bắt vít lại, hàn lại gì đó. Xong từng lốc mà cao năm nay thì mình được biết là cây thông này năm nay cao 47 m là nha các bạn, 47 m á. Tức là cao hơn năm ngoái 7 m lận. Mỗi năm nhà thờ ráng làm sao, mỗi năm giáo xứ ráng làm sao và để cho nâng cái cây thông cao thêm một tí. Thì với chiều cao 47 m thì mình nghĩ đây là cây thông cao nhất Việt Nam. Đó. Các bạn nào ở gần xa có dịp tới thì ngày 17 tháng 12 năm 2023 thì lúc 19 giờ nha các bạn nha. Ngày 17 tháng 12 19 giờ sẽ thắp sáng cây thông này ở ngay vị trí chúng ta đang đứng đây.
Đó, ngay cái chỗ lúc nãy đang đào móng đấy. Và ngoài ra nhà thờ giáo xứ Hà Phát còn rất là nhiều những cái tiết mục khác, giống như những cái hang đá siêu to khổng lồ ở đây này, những cây thông bằng điện tử nữa này, đó sau tượng Chúa. À, nhìn tượng Chúa này giống tượng Chúa ở ngoài Tàu Phùng nha. Giống tượng Chúa ngoài Tàu Phùng ở ngoài Vũng Tàu đó các bạn. Rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp khác chờ đón tất cả mọi người, chào đón tất cả những người dân Công giáo, những người con Thiên Chúa và những người không theo đạo Công giáo, bất cứ người nào cũng được tới đây có thể chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp tại đây nhân dịp Chúa Giáng sinh vào ngày 17 tháng 12 này, bắt đầu thắp sáng. Rồi cùng theo đó thì mỗi đêm đều thắp sáng từ lúc bao nhiêu giờ đó cho tới như là tới ngày 30 các bạn, 30 tháng 12 rồi. Nhìn hoành tráng ha. Đây là mọi người theo uống sách rồi. Hàn công tác chuẩn bị, mà đặc biệt năm nay mình thấy cái dàn móng của cây thông này năm nay làm cực kỳ kinh khủng luôn. Đổ bê tông ở dưới đó, rồi rất là nhiều những chi tiết khác, để mình ra mình quay một số những chi tiết ngoài đó cho các bạn xem ha. Đây là cái dàn móng này, dàn móng của cây thông năm nay này. Đấy, đào sâu xuống cả 3m, 2m, 3m gì đó. Xong là đổ bê tông xuống dưới đây. Đó. Đã không? Đấy, các bạn thấy đào xuống 2m, 2m. Rồi xong đổ bê tông lên để làm cái dàn móng nha các bạn. Có nghĩa là công tác chuẩn bị quá hoành tráng luôn. Mưa rồi mọi người. Mùa này mùa mưa. Đấy, bạn ơi, để có những cái ngày thắp sáng để cho mọi người tới chiêm ngưỡng, mọi người tới chụp hình này, đó, mọi người tới thưởng thức những hình đẹp của cây thông cao nhất Việt Nam, thì bên giáo sư đã chuẩn bị rất là lâu. Các bạn, các bạn thấy dàn móng, dàn khung, rồi một số các chi tiết là thay mới. Đồng thời đó này, ở đây thì các nón lá. Chào chú, năm nay thay nhiều nón không chú? Con nghe nói năm nay lên tới 47m hả chú hả? Dạ đó bạn ha, 47m, năm nay cao hơn 7m. Kinh phí khá cao nha, kinh phí này phải tới 2 tỷ. Dạ không đến hả chú? Thì gần đó thôi. Bao nhiêu chú? Khoảng 500 thôi hả? À 500 là năm nay thôi. Còn nếu mà để tích những cái năm trước mà này còn xài lại một số thứ nữa mà. Cái này xài lại. Năm nay là 81. Năm nay cái đáy dưới hàn lại hả chú? Hàn lại hết hả? Thì nói chung năm nay bổ sung kinh phí thêm 500. Chứ thật sự mà nếu mà tính tất tình tịch các tổng luôn thì những cái này thì hồi xưa phải tính vô đó nha, là khoảng 2 tỷ chứ. Đấy, có 2 tỷ á các bạn. Nói chung năm nay là bổ sung thêm 500 à. Để nới rộng ra mọi người, nới rộng ra đó. Những cái tiếp này phải thay đổi hết. Năm nay móng phải thay lại hết rồi chú ha? Móng thay hết. Để móng bây giờ nó để lâu là hư hết. Dạ yeah. Này hay con thấy đào tới 2m luôn mà. Đào tới 2m để thay cái móng. Năm nay khoảng bao nhiêu cái nón chú? Cái nón này khoảng bao nhiêu cái? Nguyên cái tầng trên ngọn không là 2400 cái. Còn bên dưới thì chắc phải hơn chưa... Mấy nghìn cái nón. Mấy nghìn cái nón. Ngoài ra mỗi trong mỗi cái nón này các bạn thấy một cái bóng đèn nữa này. Cái cũ của nó là 2400 cái đó. À cái cũ của nó là 2400 cái rồi. Mới thì chưa nói đến. Mới chắc thêm khoảng 600 nữa. Tại năm nay cao hơn 7m mà. Đúng rồi, cao hơn 7m. Đó mà trong rộng ra hơn. Trong đó, trong mỗi cái nón là một có một cái bóng đèn này. Thì bóng đèn là phải sử dụng dây điện, đấu điện. Ôi trời ơi. Công phu lắm. Cái này mình chuẩn bị từ cách đây khoảng bao nhiêu lâu rồi chú ha? Có nghĩa là công tác chuẩn bị để thực hiện cái này là khoảng bao nhiêu lâu? Tháng trước này rồi à. Tính ra khoảng 2-3 tháng nha. 2-3 tháng. Gần 2 tháng. Dạ, gần 3 tháng. Và công thanh toán điện tử
dân ta, thành phố Việt Nam. Dạ, dạ. Nói chung, dạ. Thì còn một phần cũ, nó cải tạo lại cũng nhiều. Bạn theo mỗi cái này. Tính về vấn đề công là, thì có lẽ công nó nhiều hơn. Công này nhiều hơn tiền sắt đấy. Nhưng mà đa phần đây là bà con giáo dân ở khu vực đây. Rồi những khu vực xung quanh, giáo xứ xung quanh tới phụ giúp nữa. Mỗi cây nón đều có một cái đèn. Mà một tầng là khoảng mấy ngàn cái nón. À. Năm ngoái cách đây năm nay sử dụng lại. Mà chắc chắn thì sẽ có một số cái nó bị hư, phải thay đổi thôi. Nó bị rách, nó bị bung, nó bị hư, phải thay đổi các bạn. Các bạn thấy những cái bao này, bao này bao nón lá không như các bạn. Đó. Này là còn trong kho chưa hết đâu. Còn rất là nhiều ở trong kho, tới mấy nghìn cái lận mà các bạn. Đây xếp lên nhau những cái bao như thế này. Để nó lá hết nha mọi người. Yeah. À. Tầng 1, ghi tầng 1 này. Này vẫn là tầng 1 này. Đó. Mỗi tầng giống như thế này. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Đó. Ok, thì vừa rồi kênh Trở Về TV đã giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn ở gần xa cái công tác chuẩn bị để cho cái cây thông cao nhất Việt Nam tại giáo xứ Hà Phát ở Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai. Đó. Thì ngày 17 tháng 12 năm 2023 sẽ chính thức thắp sáng cây thông bằng nón lá cao nhất Việt Nam. Mà năm nay sẽ đạt một kỷ lục mới, có nghĩa là cao hơn năm ngoái tới 7 mét rồi nha các bạn nhé. Nếu anh chị, cô chú anh chị nào ở khu vực xung quanh muốn tới chiêm ngưỡng chụp hình hoặc là giữ lại cái khoảnh khắc thắp sáng cây thông Noel, thì mình thông báo ngày 19 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2023 cây thông Noel sẽ chính thức được thắp sáng tại giáo xứ Hà Phát, đó, nằm tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì công tác chuẩn bị đang diễn ra rất là sôi động tại đây nha các bạn nhé. Đó, thì từng phần ngay cả cái móng năm nay cũng đào mới hoàn toàn rồi. Nếu thấy video hay, các bạn vui lòng cho kênh Trở Về TV xin một nút subscribe, like và chia sẻ video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Trở Về TV nha.